khoan để tôi nha, tôi ghé một em. Giờ là tôi sẽ review cái giấc ngủ kinh hoàng của hai ông nhỏ nhà tôi nha. Bây giờ là 8:25, gần 8:30 rồi mà tụi nó vẫn chưa dậy. Bình thường sáng nào tôi cũng kêu nó dậy hết, mà hôm nay tôi để cho nó ngủ thử nha, giờ trôn nó thử nha. Tôi sẽ bật một đoạn truyện ma khủng khiếp lên nhạc á, xong rồi tôi đặt máy tôi để mấy bạn ấy đón xem nha. Theo tôi đây nha, gần 8:30 rồi đó, bài nhạc mà tôi mở cho tụi nó nghe đây. Tìm một vị trí mà đặt vào. Hai thanh niên ngủ thì chết luôn. Ok rồi bạn, chờ tôi quay. Dạy chưa? Thế là thanh niên không suy nghe luôn á. Tao mới giờ ngủ kìa. Bảy giờ sao? Mấy giờ? Mấy giờ ngủ? Dạy ăn sáng kìa. Hai mươi đồ ăn sáng dưới á. Dạy đi biết mấy giờ rồi không? 9 giờ rồi đó.